Chiều tối ngày 23 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định thành lập tổ cơ động phối hợp với cán bộ ban quản lý cảng cá Quy Nhơn, kêu gọi vận động hơn 450 tàu cá đánh bắt xa bờ chủ động neo đậu, tránh trú an toàn để phòng chống bão số 6. Tỉnh Bình Định hiện có trên 2.800 tàu, gần 20.000 lao động đã trở về bờ đến bến neo đậu an toàn. Trong khi đó, gần 600 tàu cá với gần 1.900 lao động đang hoạt động ở các vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các lực lượng bộ đội biên phòng, ngành thủy sản và đài thông tin duyên hải đã phối hợp với người nhà, địa phương các ngư dân để thông báo, hướng dẫn các chủ tàu di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão. Từ đây đến sáng mai ngày 24 tháng 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định sẽ duy trì lực lượng thường trực, gồm cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị này và các đồn, hải đội 100% quân số. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định bố trí 3 tàu, 5 cano trực sẵn sàng khi có lệnh, mở đài canh 24/24 để tiếp nhận thông tin, kiểm soát tàu thuyền, hướng dẫn các chủ phương tiện tránh trú an toàn.